Vụ gia dắp giao thông nhắc tới xảy ra vào khoảng 10 giờ 34 trưa ngày 24 tháng 10 vừa qua ở huyện Nam Sách Hải Dương. Theo những gì được khắc ghi từ camera hành trình của xe container, thì vào thời điểm này một người nam nhi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy chạy cùng chiều với vận tốc khá cao. Người nam nhi này còn cố vượt phải xe container và hậu quả là ông ta đã gia dắp với một người thiếu nữ chạy xe máy cùng chiều khiến cả hai té xuống đường, ngay trước đầu xe container tình huống diễn ra quá nhanh khiến lái xe côn tay nơ giật mình tấn công lái, phanh cháy đường tránh một vụ tai họa nghiêm trọng. May mắn là hai người đi xe máy kia không gặp gỡ phải chấn thương gì đáng lo ngại. Đoạn clip sau khi chia sẻ trên mạng thôn hội đã trở thành chủ đề tranh luận rôm rã của dân mạng. Đa số ý kiến đều chỉ trích hành vi nhập cuộc giao thông cẩu thả, thiếu ý thức của người năm nhi chạy xe máy ông ta không chỉ khiến chính bản thân mình mà còn đẩy những người khác rơi vào tình thế nguy năng ở đây cụ thể là người thiếu nữ chạy xe máy cùng lái xe container. Tài xế container phanh cháy đường né tránh một vụ tai họa giao thông nghiêm trọng.